của mình sẽ đi du lịch tại thành phố biển Quy Nhơn, một nơi mà mình đã muốn đi từ rất lâu rồi, bây giờ mới có dịp đi. Không chần chừ gì nữa, bây giờ thì mình sẽ đi bắt đầu nha. Do tối hôm trước thức hơi khuya để sắp xếp công việc trước khi đi, nên sáng nay bọn mình dậy hơi trễ, không kịp ăn sáng. Mình đi bộ xuống 7-Eleven dưới nhà để mua cái gì gọn gọn cho tủ ăn. Trong 7-Eleven có bán cái bánh mì quen nhân pate Hải Phòng, ăn cũng ok lắm. Nên mình mua mỗi đứa 2 cây để ăn trên xe trên đường lên sân bay. Bọn mình vừa đến sân bay Phuket ở Quy Nhơn. Ở Quy Nhơn nắng kinh khủng luôn, đúng là thời tiết cực phù hợp để đi biển. Bọn mình thuê phòng ở một khách sạn nằm ngay trên đường Xuân Diệu, đối diện bãi biển Quy Nhơn luôn. Đi bộ qua đường là tới biển ngay. Do ngày hôm nay phòng view biển bị bút hết rồi nên ngày đầu bọn mình sẽ ở tạm phòng bên trong. Và qua ngày hôm sau mình mới chuyển qua phòng có view biển. Giá phòng này là 450 cành, còn phòng view biển là 550 cành. Cũng khá hợp lý cho một phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi ở vị trí trung tâm dành cho hai người á. Giờ thì bọn mình đi ăn trưa ở quán Em Nướng 36. Quán này bạn mình xem trên review thấy cũng ok lắm. Mà do mình đến lúc 2 giờ trưa nên chỉ còn bún thịt nướng thôi. Bún thịt nướng ở đây được chan cái nước sốt, đậu phộng, ăn mặn mặn béo béo, hợp lắm luôn á. Sau khi ăn xong bọn mình sẽ đến một nơi gọi là trung tâm khám phá khoa học. Nhưng trước khi lên đường thì bọn mình ghé mua 2 ly cà phê muối để tiếp năng lượng cái đã. Trung tâm khám phá khoa học ở Quy Nhơn có tên tiếng Anh là Explora Science, nằm ở số 10 đại lộ khoa học Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn. Mình tình cờ thấy trên mấy clip TikTok và mê mẩn chỗ này luôn. Khi vô đây, bọn mình cần mua vé hết 120.000. Nếu như đi đúng giờ thì mình sẽ xem được hết tất cả các suất phim. Nhưng mà bọn mình đến trễ nên chỉ xem một phim tài liệu thôi, để dành thời gian ra các phòng trưng bày để chụp hình quay phim sống ảo nữa. Vô phòng xem phim không được quay phim nên mình tạm thời tắt máy nha. Hẹn gặp lại các bạn. Đã đời ở trung tâm khám phá khoa học rồi thì bọn mình đi đến bãi trứng ở bãi tắm Hoàng hậu. Giờ này là giờ đẹp nên đông người đến tham quan chụp hình quá trời. Về lại trung tâm, bọn mình đến quán spa ngay trên bãi biển Quy Nhơn để uống nước và ngắm biển. Chỉ có đi du lịch mới dành trọn thời gian để enjoy như thế này thôi. Chứ về lại cuộc sống bình thường thì mình lại cắm mặt vào laptop, nên phải tranh thủ ngắm biển mới được. Bọn mình vừa quay về khách sạn tắm rửa và nghỉ ngơi một tí là đã đến giờ ăn tối rồi. Bạn của mình phụ trách phần ăn uống và em đã tìm được một chỗ được review tốt bởi người dân địa phương, tên là quán Thanh Kiều. Yeah.
buồn cười là ở đây họ bỏ mất ban trên mình thật cho khách vừa ăn vừa xem. Nên chắc chắn là một tí nữa tụi mình sẽ quay một clip mất ban cho mọi người xem. Đây là gỏi cá trích và bò nướng. Họ cho mình thêm một chén nước tương rất là to và một chén nước sốt đậu phộng. Cô này cũng đang chỉ mình cách làm nước chấm. Mình cần phải múc 3 muỗng nước sốt đậu phộng và một muỗng tương. Tùy theo cái sở thích của mình, nếu mình thích ăn mặn hơn thì mình có thể để nhiều nước tương hơn. Cho chút cảm nghĩ đi. Vừa ăn vừa coi một phần. A few moments later. Ở đây họ nổi tiếng bởi món bò nướng và gỏi cá trích. Ban đầu mình cũng hơi thắc mắc tại sao ở đây họ chỉ có hai món đó thôi. Và hai món cũng không liên quan gì với nhau lắm. Mà sau khi ăn thì mình không thích nữa. Tại vì nó ngon lắm mà nên mình không còn quan tâm. Sau khi ăn no nê một bàn đầy đồ ăn thì bọn mình kết thúc ngày đầu tiên với tiệm sữa đậu nành. Và bạn thấy Hồng Hương xếp hàng dài ở lại dài. Chỗ này cực kỳ hot với món sữa đậu xanh xương sáo luôn đó. Mua được rồi nè. Nè, hút cho hút. À, mở ra đây. Mở hút ra hút thử đi. Ngoài kế bãi biển uống cái này là một cái kích tuyệt vời cho ngày đầu tiên của bọn mình tại Quy Nhơn. Ngày mai bọn mình sẽ đi một cái tour đến đảo Hòn Khô và bãi biển Kỳ Co. Nếu bạn thích video này thì năn nỉ bạn hãy bấm like và subscribe kênh của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ngày 2 tại Quy Nhơn.